Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời tất cả mọi người cùng tiếp tục theo dõi Ma Thần Ấn Chú, tác giả Triết Sâm, tập số 5. Con tiểu quỷ nhảy lên vai của vị ngồi ngoài cùng, tên là Nhất Thắng, lấy móng tay chọt chọt vào mũi ông ta. Ông ngứa mũi hắt xì vài cái, mắt hé ra thì thấy con tiểu quỷ đang phá mình. Ông chỉ tủm tỉm cười, xong rồi lấy tay búng một phát cho nó bay qua cái vị ngồi ở giữa là Nhị Thắng. Lần này con tiểu quỷ chui vào áo bào, làm cho Nhị Thắng ngứa ngáy khắp người. Tuy nghiêm trang ngồi tọa nhưng cứ uốn éo như kinh phong. Vị thành hoàng ngoài cùng là Tam Thắng thấy vậy liền hỏi: Nhị ca, huynh làm sao vậy? Vừa uốn éo, Nhị Thắng vừa nói: Tự nhiên đang ngồi, có con gì chui vô áo, ngứa qua ngứa. Nhất Thắng khi nãy búng con tiểu quỷ kia thì bậm miệng cười khùng khục thành tiếng, bây giờ giả vờ hỏi han: Đâu đâu, để huynh xem cho. Nhị đệ ngồi im đi. Mắt ông ta sáng lên, chiếu vào bên trong thiêu đốt con tiểu quỷ, làm nó nóng quá vội nhảy ra ngoài. Nhị Thắng hết ngứa ngáy, bắt lấy ngay, dùng hai ngón tay nhấc con tiểu quỷ lên như bắt một con chuột, miệng méo sạch vì bị ngứa nãy giờ. Ra là một con tiểu yêu, cảm ơn đại ca đã giúp đệ. Tam Thắng nãy giờ ngồi xem, thấy con tiểu quỷ thì mắt long lên sòng sọc, giơ đao lên: Để đệ chém chết nó. Nhất Thắng giơ tay lên xua, giọng nhân từ khoan thai: Nè nè, thôi thôi, nó chỉ là một tiểu quỷ tội nghiệp, chắc lang bạc đâu đó đói bụng, thấy cô nhàn khối thu hút nên vào đây thôi. Vị Thắng cũng gật đầu đồng tình, sau đó nói với tiểu quỷ: Nhóc con, sao mi có thể lạc được vào đây chứ? Tiểu quỷ chỉ giãy giụa chứ không đáp, vẻ mặt gầm gừ, ra vẻ thách thức. Tam Thắng thấy vậy lại giơ đao lên: Còn tiểu quỷ vô lễ, nhị ca ta hỏi mà không trả lời, hai quỳnh để đây chém nó đi. Nè Tam đệ à, để có thôi đi không, ở tí là chém giết. Tuy là quỷ nhưng đáng thương chỉ là loại tiểu quỷ đầu đường xó chợ, không nơi nương tựa, việc đâu còn có đó mà, thịt chó còn có mâm tôm chứ. Tam Thắng thấy đại ca nạt liền cúi mặt, nhưng vẫn hầm hầm nhìn con tiểu quỷ. Thấy được bảo vệ, nó lè lưỡi trêu ông ta, khiến cho ông ta càng sôi máu hơn. Nhị Thắng nói: Sao lạ ghê, sao người có thể qua mắt được đám anh linh đang canh gác bên ngoài chứ? Cho gọi đội trưởng canh gác vào đây. Từ nóc ngôi đình hiện xuống một con rồng con, bé nhỏ bằng con bi, bảy vàng óng ánh. Nó lượn vài vòng rồi hạ xuống giữa cái bát hương, cung kính mà nói: Phạm Địa Long xin bái kiến ba vị thành hoàng. Không để con rồng nói dứt câu, Tam Thắng chỉ một tay vào con quỷ trên tay Nhị Thắng, tay kia chỉ cây đao về phía nó mà quát lớn: Đồ phế vật kìa, có việc canh gác cho định cũng không xong, lại để cho ma quỷ chui vào đây lộng hành, đáng bị trừng trị đó. Rồng con nhìn tiểu quỷ trong tay Nhị Thắng, sau đó nhìn cây đao đang chỉ về phía mình, liền hoảng sợ nói: Bẩm Tam Thắng đại nhân, tiểu nhân nào dám bê trễ công việc, lúc nào cũng theo dõi quan sát bốn phương tám hướng, canh giữ cho an nguy của đình. Đám tụ hạ tiểu nhân luôn đốc thúc chúng không dám lơ là. Quả thật con tiểu quỷ này từ đường nào mà lọt vào đây, tiểu nhân không hề biết. Lại còn chống chế thoái thác sao? Thôi thì lập con cá chép văn tèo làm đội trưởng đi, hai huynh để chém chết nó, làm gương cho đám anh linh. Rồng con hốt hoảng lấy tay che đầu. Nhất Thắng lại gào lên: Hãy dỗi thì chém ta luôn đi nè, ở một tí là đâm đã chém, không chán sao?
Tam Thắng bị đại ca quát, lại cúi mặt, trợn mắt nhìn rồng con. Sau đó với vẻ mặt hiền tự, Nhất Thắng nói: "Tiểu Long phen này chắc có sơ sót gì thôi. Dù việc cũng không có gì nghiêm trọng, ta bỏ qua cho ngươi. Nhớ lần sau kỹ lưỡng hơn là được. Còn phần con tiểu quỷ này cũng là loài dứt dưỡng không nơi nương tựa. Thôi thì theo chúng ta làm một anh linh tốt cho đình đi, cố gắng tu luyện, sớm thành chánh quả." Sau đó Nhất Thắng giảng một bài thuyết pháp dài cho con tiểu quỷ nghe. Vị Thắng nãy giờ không nói gì, chỉ ghé vào tai Tam Thắng mà nói nhỏ: "Để nhìn xem, lại sử dụng cái trò thông não chi thuật rồi. Phen này tốn thêm miệng ăn cho đành mất thôi. Việc gì phải giảng đạo lý cho cái bọn quỷ này, cứ cho một chém là được rồi." Vừa nghe chữ chém, Nhất Thắng đang thuyết giảng hăng say, liền hắn nhẹ một tiếng, mắt liếc xéo qua bên này. Tiếp tục bị đại ca lườm, Tam Thắng lập tức bụm miệng, không dám phát ra tiếng. Con tiểu quỷ nghe bài thuyết nhân sinh quá thâm sâu, nó òa lên khóc, vội chạy lại ôm chân Nhất Thắng mà hôn lấy hôn đẩy. Sau đó Nhất Thắng lệnh cho rồng con Phạm Địa Long dẫn tiểu quỷ ra ngoài, sắp xếp cho nó ngự vào một cái hình điêu khắc ở chân cột canh giữ mạng đông của đình. Mọi việc xong xuôi, Nhất Thắng quay sang nói với hai đệ, ngửa mặt lên trời, tay vuốt trâu: "Hai đệ thấy chưa, lấy đức phục nhân là đây đó, chứ không phải cứ đồ đao là thành chuyện lớn đâu. Vậy huynh 11 có đồ cúng thì bớt phần của huynh cho con tiểu quỷ đó đi, để với Tam đệ không có nhường đâu đó." Nhất Thắng nghe vậy liền cự lại Nhị Thắng, nói ông ta ích kỷ. Nhị Thắng phản bác, Tam Thắng lát sau cũng bị kéo vào cuộc tranh cãi. Ba vị thành hoàng cãi nhau lên, không khí ngôi đình náo động như cái chợ bở, khiến cho lũ anh linh bên ngoài lắc đầu ngao ngán. Lâm Chí là người chứng kiến hết cảnh đó, bởi đã sử dụng phản âm nhãn che giấu linh lực, nên không có một quỷ thần nào có thể nhận ra ông ta là pháp sư. Lâm Chí lén sao vài người cúng đình, rồi tiến ra bên ngoài, trở về nhà. Tại cây đa nơi ngự của Nhện Tinh, Lâm Chí triệu Nhện Tinh lên, sau đó kể lại toàn bộ sự việc. Nhện Yêu nghe xong liền đăm chiêu: "Ba vị thành hoàng đó oai lực phi thường, tu luyện cả trăm năm trên đất địa linh, long mạch dồi dào, lại thêm nắm anh linh canh giữ bên ngoài nữa. Liệu hai chúng ta có thể chiếm được ngôi đình đó hay không?" Lâm Chí cũng có biểu cảm tương tự, rồi nói: "Cả hai chúng ta e là cầm chắc thất bại rồi. Xem ra ta hơi xem thường nơi đó rồi, nghĩ cách khác thôi. Thời gian tới lúc nguyệt thực chỉ còn vài ngày, nếu không nghĩ ra cách, xem ra kế hoạch hồi sinh vợ ta sẽ đổ bể mất thôi." Cả hai nhìn nhau ra chịu bất lực. Nhện Yêu bỗng nghĩ ra một ý: "Nếu là thần, sao chúng ta không dùng thần mà đánh bại họ chứ?" "Ừ, thần nào? Ý người là..." "Là dùng sức mạnh của ma thần trong người của..." "Không được, quá nguy hiểm. Thằng bé chưa làm chủ được nó. Ta không bao giờ đem tính mạng con ta ra mạo hiểm đâu." Nhện Yêu không nói gì nữa. Lâm Chí ngẫm nghĩ: "Thần đấu với thần sao?" "Nhện Yêu à, ta có cách rồi." "Như thế nào thưa chủ nhân?" "Ngư ông đắc lợi." Nhện Yêu vẫn chưa hiểu câu nói không đầu không đuôi của Lâm Chí. Sau đó Lâm Chí chỉ vào tai nó kế hoạch ông vừa nghĩ ra. Nó liền tròn mắt vì sự mưu mô của ông ta. Ngay trong đêm đó, Lâm Chí tức tốc lái chiếc xe máy cà tàng rời khỏi nhà vào đêm tối, lao vút đi trong màn đêm. Chiếc xe dẫn ông rời khỏi con đường làng rồi ra đường cái. Chẳng biết ông chạy được bao lâu, rẽ vào một con đường hẹp đầy sỏi đá, chạy vào khá sâu. Xung quanh đồng không mông quạnh, chẳng có lấy một bóng người.
cuối cùng dừng chân ở một công xưởng giết mổ động vật. Tuy đã khuya, nhưng xem ra cái lò mổ này vẫn chưa nghỉ. Tiếng động vật kêu gào, tiếng từng nhát búa mổ xuống, không khỏi khiến cho người ta rùng mình. Đây là lò mổ chui, hoạt động trái phép. Động vật bị giết mổ trực tiếp, không hề có dây chuyền đưa vào phòng gây mê nhân đạo như các loại giết mổ hiện đại ngày nay. Vì không có gây mê, cho nên sự đau đớn khi bị con dao thọc thẳng vào động mạch cắt tiết là không thể tránh khỏi. Nói chung là lò mổ chui này hoạt động để cắt giảm chi phí, nên cách giết mổ vô cùng mất vệ sinh và tàn ác với động vật. Tuy hoạt động chui, nhưng công suất có thể lên đến cả ngàn con gia súc, gia cầm mỗi ngày. Lâm Chí đứng bên ngoài mặt không cảm xúc. Ông cất xe vào trong một góc, rồi đi bộ ra sau lò mổ. Tại đây có một cái kho, nơi bỏ các thứ dư thừa trong quá trình giết mổ. Vừa đẩy cửa ra, mùi hôi thối nồng nặc xộc vào, làm cho Lâm Chí không khỏi nhăn mặt. Máu đỏ lên láng dưới sàn. Các mảng thịt thối hoặc động vật không đủ tiêu chuẩn chất thành một đống nằm la liệt, rồi bay tứ tung, rồi bỏ lúc nhúc, vô cùng ô nhiễm. Ông kéo cửa lại, vì biết khuya giờ này chẳng có ai lai vãng tới cái kho này. Đầu giờ sáng, lò mổ bên cạnh mới kéo những thứ dư thừa qua bên đây mà xử lý. Giữa bóng tối bao trùm, mùi tử khí dày đặc, Lâm Chí thắp lên vài ngọn nến, cho vẽ những hình thù kỳ lạ bằng máu xuống sàn. Sau đó nhắm mắt, tay bắt ấn, miệng niệm chú. Kết thúc chú pháp, thần thức của Lâm Chí rơi xuống một vùng không gian khác, giống như là tầng hầm bên dưới cái lò mổ này. Trong căn hầm này đỏ lờm những ánh sáng nhàn nhạt màu máu, xương động vật vương vãi lung tung, một cảnh quỷ dị, yên ắng đến lạ thường. Ông đưa mắt đảo quanh, rồi giữa căn hầm tối ẩn hiện dưới ánh sáng leo lét đỏ lờm đó, hiện ra tấm lưng trần của một người gầy còm đến trơ xương, đang quay lưng lại với Lâm Chí. Ông mở miệng, từng lời nói như rít qua kẽ răng. Chào thần Niết Sang, lâu ngày không gặp. Nghe tiếng người, bóng lưng quái dị kia vội quay lại. Hắn đứng thẳng lên, thì cả dáng người cao liêu nghiêu phải tới ba thước, tay chân gầy gò, gương mặt và nguyên cái đầu lâu, hai hốc mắt đen ngòm, đầu đội cái vương miệng xù xì như cỏ cây khô đan vào nhau. Hắn ở trần nên lộ ra làn da xám xịt, quần đóng khố như người thời xưa. Bàn tay xương xẩu chống một cây trượng giúp hắn đứng lên. Hắn nói bằng cái giọng lơ lớ khó nghe. Là mày sao? Đến đây có việc gì? Là chuyện ông nhờ ta. Ta nghĩ đã kiếm được nơi phù hợp rồi. Tà thần Niết Sang nghe vậy liền đi lại gần. Âm khí bao quanh ông ta đen đặc, khiến cho Lâm Chí muốn ngạt thở. Ông ta cúi thân người cao liêu nghêu xuống, kề sát cái đầu lâu vào mặt Lâm Chí, hơi thở hồi thối vô cùng. Có thật vậy không? Hay lại lừa tao? Quả thật là ta đã tìm được nơi như ý của ông. Còn có sẵn bàn thờ ngồi lên ngôi cao, hằng ngày được mua người thờ cúng nè. Ta thần bỗng dưng giận dữ. Lần trước mày cũng nói vậy. Vậy mà nhìn xem, mày để tao ở cái lò mổ chết tiệt này, chỉ biết hấp thụ oán khí từ lũ súc vật mà sống qua ngày, chẳng xứng đáng với ngồi vị cao quý của tao. Lần này chắc chắn sẽ giữ ý ông mà. Nơi đó có long mạch, địa linh đủ cả. Chỉ là có khúc mắc gì, nói thẳng đi. Chỉ là chỗ đó có người khác ngồi mất rồi. Kẻ đó mạnh lắm, không biết ông có đủ sức mà tranh giành với hắn hay không thôi. Ta là cổ thần, vang danh một cõi. Chỉ là do thời cuộc nên phải mất vị thế cho bọn tân thần hỗn sực. Mày nhìn cái lò mổ này xem, tuy nhờ nhuốc bẩn thỉu, nhưng nhờ oán khí của lũ súc vật hàng ngày
giúp ta cũng không ít đó. Xem đây. Dứt lời, tà thần niết sang giơ cao cây trượng bằng xương của hắn lên. Không ngờ đằng sau, sâu trong bóng tối căn hầm, lại xuất hiện trùng trùng ma quỷ. Chúng là oán khí từ lò mổ này tích tụ mà thành, chết do bị giết hại dã man. Con thì mang đầu lợn, con thì dáng dấp của loài gà, có loại đầu trâu, nhìn qua cũng chẳng biết là giống loài gì. Lâm Chí thấy lũ quỷ dưới trướng tà thần này không ít, không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn mà hắn thu nạp nhiều âm binh đến vậy. Nhớ thời gian trước, Lâm Chí đi trừ tà ở vùng sát biên giới Tây Nam, vô tình đi qua một ngôi đền cổ đổ nát hoang tàn. Tại đây, ông tìm thấy vị tà thần mang tên Niết Sang bị phong ấn sâu trong đền. Lâm Chí lục lọi trong sách An Nam Bách Thuật Toàn Thư, tìm cách phá giải phong ấn của tộc người từng sở hữu ngôi đền này. Ông giải trừ phong ấn, thả hắn ta ra. Nghĩ tên tà thần này sẽ có giá trị về sau, nên ông thu hồn hắn lại, rồi thả cái lò mổ này cho hắn hấp thu oán khí mà tồn tại, tự sinh tự diệt. Nào ngờ lò mổ càng ngày càng mở rộng quy mô, thành nguyên một xưởng giết mổ lớn, có khi hạ sát cả ngàn con vật một ngày. Tà thần Niết Sang nhờ đó mà dần lớn mạnh lên. Khi thấy có đủ lực và sức mạnh trong tay, hắn tham vọng được trở về vị trí trang trọng ở các ngôi đền thiêng liêng, thờ cúng nhang khói hàng ngày, nên nhờ Lâm Chí kiếm cho hắn một nơi phù hợp. Thời cơ đã đến, Lâm Chí mới nhớ ra hắn mà tìm tới. Phen này cho bọn tà thần Niết Sang và bộ ba thành hoàng ở đình Tam Trí Thắng đánh nhau sức đầu mẻ trắng, mình nằm ở giữa ngư ông đắc lợi. Lâm Chí nói: "Kỳ này ta không phụ lòng ông đâu, mà chỉ mình ông và đám tay chân thì chưa đủ, thêm ta nữa cũng sẽ trợ giúp ông hết sức. Vậy ông có nghe kế hoạch của ta hay không? Nơi đó cảnh giác rất cẩn mật, cứ khơi khơi đánh vào là thua ngay đó." Tà thần nghe Lâm Chí nói xuôi tai, liền đến gần nghe mưu đồ của ông. Nghe xong thì đắc chí cười thỏa mãn, hai hàm răng trơ trọi trên cái đầu lâu đánh lợp cợp vào nhau. Vậy là kế hoạch bước đầu Lâm Chí vạch ra diễn ra suôn sẻ. Ngày sáng hôm sau, Lâm Chí trở lại ngôi đình Tam Trí Thắng. Từ cách ngôi đình vài trăm mét, ông bí mật chôn 8 cái hũ to bằng ấm nước xuống đất, vị trí đều nhau bao quanh ngôi đình. Sau đó trì chú dán bùa lên miệng hũ, rồi chôn xuống lòng đất. Từ đó, 8 cái hũ liên kết với nhau, tạo thành hình bát quái, trấn yểm chặn long mạch. Ngoài ra, người thực hiện trấn yểm còn tạo ra một kết giới bao quanh giam giữ quỷ thần bên trong ngôi đình. Trấn yểm vừa giăng ra đã ảnh hưởng ngay tới long mạch và địa linh. Ngày trưa hôm đó, mây đen quần vũ, một trận mưa như trút nước bắt đầu đổ xuống vùng quê Thanh Bình này. Người dân trong làng tất cả đổ xô nhau ra đồng thu hoạch nông sản gấp, vì mưa gió đột ngột trái mùa sẽ gây hư hại nghiêm trọng. Những người trong coi đình đóng cửa đình cũng ra đồng phụ giúp với bà con, vì trong đám hoa màu đó cũng có công sức của họ. Khi mọi người đã đi khuất, ngôi đình bây giờ vắng lặng, không có ai trông coi. Sấm chối lòa xé toạc bầu trời, sôi rọi ngôi đình lừng lững uy nghiêm. Giữa cơn mưa mịt mù đó, có bóng người mặc bộ áo mưa trùm kín người, chân đi ủng, cổ đeo chuỗi hạt màu đen tuyền, lưng lận một con dao chạm trổ sắc sảo. Tới khi tiến vào địa giới ngôi đình Tam Trí Thắng, tại một rặng tre tùm, ông ta lấy chuỗi hạt ra kẹp vào lòng bàn tay, chắp lại, miệng lầm trầm đọc chú. Bỗng sau lưng ông hiện ra hàng chục con quỷ với hình dáng đầu các loại gia súc gia cầm như trâu, bò, gà, lợn. Còn cơ thể sở hữu mình người cởi trận, đóng khố, cơ bắp trắng chắc. Đây là đám tay chân của tà thần Niết Sang. Chúng gào trú lên điên cuồng, tay chân động đậy, cào xuống nền đất như muốn dẫm đạp sang bằng tất cả đi. Âm khí tỏa ra nghi ngút đất trời, khí thế hừng hực. Lâm Chí ra hiệu cho chúng án binh bất động ở đây, đợi có lệnh của ông thì mới được tấn công vào đình. Ông thấy bọn chúng tuân theo thì liền yên dạ, cởi chiếc áo mưa trùm đầu, bé mặt giả vờ thảng thốt
vừa chạy với nét diễn vô cùng hoảng sợ, chạy cắm đầu cắm cổ về phía đình Tam Trí Thắng. Về phần ngôi đình, các anh linh ngự trong các bức tượng phù điêu tại đây thấy mưa gió thất thường, biết là có chuyện chẳng lành, bọn chúng liền hiện ra nhìn nhau khó hiểu. Anh Linh một con cá chép lên tiếng: "Có chuyện lớn rồi, mau báo cho ba vị đại nhân mau lên." Cùng lúc đó, chồng con Phạm Địa Long đang lượn lờ vài vòng trên không trung, đáp xuống nói với con cá: "Chỉ là cơn mưa trái mùa, không có gì phải lo lắng." Con cá chép phản đối: "Mưa trái mùa mà sấm chớp vang trời như vậy, có mụ cũng nhận ra long mạch có biến rồi." Con chồng nghe vậy thì nổi nóng với cá chép: "Ý người nói ta mụ có phải không? Lúc nãy ta bay lên cao quan sát rồi, chẳng có gì bất thường cả. Người giỏi thì bay lên mà coi đi." Biết là rồng con trêu tức vì mình không biết bay, cá chép nhủ thầm: "Đợi ta hóa rồng đi rồi ta bay cho ngươi xem." Nó phản bác: "Ngươi đừng nghĩ mình là đội trưởng ngoài này thì nói gì bọn ta cũng phải nghe. Chuyện lớn như thế này thì phải báo cho ba vị đại nhân, khỏi cần thông qua ngươi đâu." Rồng con nhớ lại ba vị thành hoàng từng nói sẽ đưa con cá này lên làm đội trưởng thay nó. Sẵn đang cãi nhau, nó điên tiết chỉ mặt con cá rồi nói: "Nè nè, tên văn tẹo kia, lâu giờ ngươi có ý muốn lên làm đội trưởng có đúng không? Sao lúc nào cũng kiếm chuyện với ta vậy?" "Ta chẳng rảnh mà kiếm chuyện với ngươi. Chuyện lớn trước mắt mà còn cố chấp, ngu dốt như ngươi thì nên nhường vị trí đó cho người khác đi." Sau đó thì cá chép văn tèo và rồng con Phạm Địa Long cãi nhau ổn tỏi, thiếu điều lao vào sóng mái với nhau. Bọn anh Linh còn lại đứng lố nhố đầy trước sân đình, thấy cảnh đó lại lắc đầu ngao ngán. Bọn nó tự hỏi, đây là ngôi đình linh thiêng trăm năm đây sao? Sao trong ngoài lúc nào cũng cãi nhau như cái chợ như thế này? Bỗng từ cổng đình mở ra, có bóng một người đàn ông ướt sũng nước mưa, đội mưa chạy ù vào trong. Thấy có người lạ, các bọn quay sang nhìn ông ta. Cá chép và rồng con cũng ngưng cãi nhau. Người đàn ông gào khóc thảm thiết, quỳ trước sân đình, ngã ra lăn lộn vật vã: "Trời ơi, ngó xuống mặt cội, con khổ quá rồi. Tự nhiên mưa như trút nước, ngập úng hết ruộng rồi. Con trai con thì bệnh thập tử nhất sinh, bây giờ tiền đâu mà chăm lo cho nó đây?" Bọn anh Linh nhìn Lâm Chí tỏ vẻ không quan tâm. Chỉ là một tên nông dân, chắc là khổ quá vào đình thắp nhang xin xỏ cái gì đó như bao kẻ khác thôi. Bọn chúng không xem xét, mặc cho Lâm Chí đẩy cửa gỗ ngôi đình mà bước vào. Bọn chúng nào biết rằng Lâm Chí đã dùng bí thuật che giấu linh khí trên người, không thể phát hiện ra mình là pháp sư. Đây là bí thuật rất khó người làm được và thất truyền từ lâu, mục đích là để qua mặt lũ anh linh canh gác mà dễ dàng lẻn vào đình. Lâm Chí sau khi bước đầu đã thành công trót lọt, ông kéo cánh cửa gỗ khép lại. Trong đình lúc này chỉ còn Lâm Chí và ba vị thành hoàng Tam Trí Thắng đang tọa trên bàn thờ. Ông tiến đến tấm chiếu trải giữa nhà, quỳ phục xuống mà khóc lóc than thở, kể hoàn cảnh khổ cực, thấu tận cam lai. Khả năng diễn quá đạt khiến cho ba vị thành hoàng chẳng có chút nghi ngờ. Tam Thắng ba ngày nóng nảy mà nghe Lâm Chí kể khổ cũng rơm rớm nước mắt. Ông ta liền nói: "Hai vị ca ca, thấy hoàn cảnh của hắn đáng thương không? Để tính ban phước cho hắn đó, hai người thấy sao?" "Ta cũng thấy hắn đáng thương, vậy để xuống ban phước cho hắn đi, rồi tới lượt huynh xuống phúc cho hắn." Chỉ có Nhất Thắng trầm ngâm không nói gì, vẻ mặt thâm sâu khó đoán. Tam Thắng rời khỏi bàn thờ, là lạ bay lơ lửng. Khi đến trước mặt Lâm Chí, giờ ngay giữa đầu, chợt xuất hiện ánh sáng lạ lấp lánh như bột lân tinh. Ông nói: "Dù ngươi không thấy bọn ta, nhưng ngươi có niềm tin. Quá là không cần mắt thấy tai nghe mà vẫn tin tưởng tuyệt đối vào thần linh, điều đó rất là đáng quý. Nay ta ban phước lành cho ngươi,
mong người sớm vượt qua cơn bỉ cực. Nói xong, ông ta thả thứ ánh sáng đó xuống đầu Lâm Chí, mắt nhắm, miệng đọc những lời chúc tốt lành. Bất ngờ ánh mắt Lâm Chí sáng trực lên, Âm Dương Nhãn khai mở, đôi mắt hung ác hướng về phía vị Thành Hoàng Tam Thắng. Từ trong chiếc tràng hạt đen xuất ra một cây trượng xù xì gớm ghiếc, nhằm hướng trái tim Tam Thắng mà lao đến với tốc độ cực nhanh. Tam Thắng lúc này đang nhắm mắt cho nên không thấy. Giọng Thành Hoàng Nhất Thắng hét lớn: "Tam đệ cẩn thận!" Chỉ trong khoảnh khắc, Nhất Thắng dùng cây thương phóng tới chắn trước Tam Thắng, đỡ một đòn chí mạng cho ông ta. Tiếng cây trượng và thương va vào nhau chát chúa, vô tình hất Lâm Chí lùi ngược về phía sau vài thước, lôi theo chiếc chiếu thành một đường dài. Tam Thắng thất thần chẳng kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Vị Thắng đang ngồi trên bàn thờ cũng đứng phắt dậy, dùng một thanh kiếm chỉ vào mặt Lâm Chí, giọng hùng hổ nói: "Tên kia, ngươi rốt cuộc lại sao lại gan hùm dám ám hại thần thánh như vậy?" Lâm Chí chỉ cười lớn mà nói ngắn gọn: "Ta chỉ muốn phế trước các ông, cho người khác lên thay thế thôi." Ba vị Thành Hoàng tròn mắt nhìn nhau. Chưa kịp phản ứng, Lâm Chí lấy tràng hạt ra miệng đọc chú. Từ trong tràng hạt, kẻ cầm trượng tấn công Tam Thắng từ từ hiện thân. Là một kẻ da xám xịt, nhưng dạng gầy gò, cao lêu nghêu. Đầu hắn là một bộ sọ người với đôi mắt hổm sâu, xương sọ trắng toát, đội cái bương miệng quá dị. Tay cầm cái trượng xù xì dài bằng cơ thể của hắn. Đây chính là tà thần Niết Sang. Lâm Chí đã giấu hắn trong chuỗi hạt, giả vờ làm người bình thường, vượt qua vòng vây của bọn anh linh canh gác. Ba vị Thành Hoàng thất sắc, Nhất Thắng nói như hét, giọng âm vang: "Các anh linh đâu? Mau vào đây trói tình quái vật này lại cho ta." Các anh linh gồm cá chép, rồng con, rùa, hạc, ở bên ngoài nghe vậy liền kinh sợ, biết mình vừa để lọt kẻ xấu vào trong đình. Định vào gông cổ kẻ kia thì bất chợt từ bên ngoài có tiếng gào rú phát ra. Biết chủ nhân Niết Sang đã hiện thân bên trong, lũ quỷ oán khí súc sinh đầu trâu đầu lợn ùng ùng bao vây lấy ngôi đình. Bọn anh linh thấy cảnh đó thì thất kinh tròn mắt, cảnh tượng quá đỗi hải hùng. Anh linh đưa mắt nhìn về phía đội trưởng rồng con Phạm Địa Long, lúc này đã như chết đứng. Sau đó định thần, lại hiểu ra mọi chuyện đang diễn ra. Mắt rồng con sắc lạnh, giọng âm vang: "Có kẻ thù âm mưu phá hoại long mạch, làm suy yếu địch, còn triệu hồi lũ ô hợp, chủ ý tiêu diệt chúng ta. Nay kẻ thù đã đến, các anh linh nghe theo lệnh ta, bảo vệ ba vị đại nhân đến hơi thở cuối cùng." Bọn anh linh nghe chồng con phát động, liền hết trung sợ, dũng cảm hướng ánh mắt về phía lũ quỷ tay chân của Niết Sang. Chốc lát sau, lũ quỷ đã áp sát vào đình, nhóm anh linh cũng tràn ra. Hai bên quỷ thần lao vào nhau, tự chiến sóng mái. Bên trong đình lúc này, tà thần Niết Sang đang lừng lững đứng đó, nói với ba vị Thành Hoàng, giọng đe dọa: "Tao là Niết Sang cổ thần của vùng đất phía Tây, này muốn chiếm chỗ của bọn bầy làm chỗ thờ phượng tao, vậy có được chăng?" Nhất Thắng chỉ cây thương về phía tà thần: "Tên yêu tà nhà ngươi, tư cách gì mà được thờ phụng cúng bái? Có đủ tài đủ đức mang lại an lành cho bách tính hay không mà đòi lấy chỗ huynh đệ bọn ta?" "Bọn mày ở đây ăn sung mặc sướng, làm sao hiểu được cảm giác của những vị thần bị ruồng bỏ như tao chứ? Đã vậy thì tụi mày phải chết hết." "Nhị Thắng, Tam Thắng, lâu rồi chúng ta không chiến đấu với yêu tà, nay kẻ thù đã cận kề, ba quân đệ ta cùng sống chết." Hai vị thần còn lại cũng lấy binh khí mà xông lên. Ba vị Thành Hoàng và tà thần Niết Sang giao chiến kịch liệt với nhau. Có một người nhìn thấy cảnh đó thì đắc ý lắm, không ai khác chính là Lâm Chí. Sau khi triệu hồi tà thần lên,
ông ta liền ẩn thân vào một góc khuất của đình, mỉm cười tọa sơn quan hậu đóng. Dưới cơn mưa nặng hạt, sấm chớp xé toạc bầu trời, cuộc hỗn chiến quỷ thần trong và ngoài đình diễn ra càng lúc càng khốc liệt. Ba vị thành hoàng không hề nương tay với tà thần, mỗi đòn tung ra đều rất hiểm, muốn đoạt mạng hắn ta. Mỗi vị đều có bản lĩnh riêng, Nhất Thắng có mắt thần thiêu đốt ma quỷ và thương pháp điêu luyện, Tam Thắng có thanh đao thần, chỉ một đòn có thể làm cho quỷ hồn siêu phách tán. Riêng Nhị Thắng không vội tấn công trực diện, dùng kiếm vẽ trong tinh không thành kiếm khí mà phóng tới. Đối diện với ba vị thần oai dũng, tà thần Niết Sang chẳng mảy may tỏ vẻ sợ hãi. Hắn dùng cây trượng xù xì trong tay chống đỡ được hết. Hắn sử dụng những chú pháp quái dị tạo ra những luồng quỷ hỏa mà phản công. Hai bên cân tài cân sức. Nhất Thắng nói với hai người còn lại: không ngờ tên tà thần này có oai lực ghê gớm như vậy. Cả ba chúng ta hợp lực đánh như vậy mà hắn không hề hấn gì. Hai người kia lúc này đang thấm mệt cũng gật đầu đồng tình. Tà thần đối với hắn mà nói, những gì ba vị thành hoàng thể hiện ghê gớm đó, nhưng muốn làm hắn bị thương thì vẫn là nằm mơ. Hắn tạm thời không muốn bộc lộ toàn bộ thực lực ra. Hắn mới sử dụng phân nửa mà thôi, vì hắn còn con ác chủ bài chưa sử dụng. Nghĩ một lúc, tất cả lại lao vào đánh nhau. Bất chợt Tam Thắng liều mạng xông lên, cho tên tà thần dùng cây trượng chọc một phát vào giữa ngực. Cây đao ở tay rơi ra. Sau đó vị thần bị hắn liên tiếp gõ vào đầu, vào vai những phát chí tử, chỉ biết dùng tay mà chống đỡ. Thấy tam đệ liều mạng hy sinh để làm tà thần sơ hở, Nhị Thắng thấy tam đệ bị đánh tơi tả, liền dùng kiếm lao vào, chém một nhát vào cánh tay tà thần, khiến cho nó đứt lìa ra. Tà thần gào lên đau đớn, dù trúng đòn là vậy, hắn vẫn kịp dùng một quả cầu quỷ hỏa chưởng vào mặt Nhị Thắng, hất ông ta văng ra, va vào Tam Thắng, người đầy thương tích ở phía sau. Cả hai ngã sóng xoài ra đất. Thấy thời cơ đã đến, Nhất Thắng múa cây thương vài đường, tạo thành 7 mũi thương khí. Nhất Thắng dùng toàn bộ linh lực tập trung vào mắt, từ đó chiếu ánh sáng vào cây thương, chuẩn bị phát ra một đòn công kích chí mạng về phía tà thần. Thất sát quỷ đạo kích, chuẩn bị chết đi tên tà thần kia. Niết Sang ban nãy bị ăn một kiếm, cục mất cánh tay. Hắn nén cơn đau, giơ tay còn lại lên, cắm cây trượng xuống đất, giọng thều thào: bọn bầy khá lắm, vậy thì cho tụi bầy chết chung với tao. Ngọn lửa này sẽ thiêu rụi tất cả. Quỷ hỏa địa ảnh phá. Hắn dùng hết quỷ lực tạo ra một quả cầu lửa khổng lồ ở phía đầu cây trượng, sau đó phóng thẳng về phía Nhất Thắng. Ông ta cũng không chịu thua, dùng thất sát quỷ đầu kích mà phi tới. Hai chiêu thức va vào nhau, tạo nên âm thanh kinh thiên động địa. Sóng xung kích lan tỏa ra, hất văng mọi thứ. Lâm Chí lúc này thấy vậy cũng cả kinh, vội dùng chú pháp hộ thân, nhưng xem ra không ăn thua, đành nằm sấp xuống đất lấy tay che đầu. Cả ngôi đình sáng trực lên trong phút chốc. Khi làn sóng xung kích đã qua, Lâm Chí hé mắt quan sát động tĩnh. Trước mắt ông ta bây giờ, ba vị thành hoàng và tên tà thần đã lưỡng bại câu thương, mỗi kẻ nằm ở một góc bất động. Lâm Chí không giấu được nỗi vui mừng. Vậy là kế hoạch ngư ông đắc lợi đã thành công mỹ mãn. Lâm Chí đứng dậy, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Sau đó bước từng bước chậm rãi tới đám quỷ thần đang nằm la liệt kia. Tà thần Niết Sang bị chặt mất một tay, cả cơ thể to lớn của hắn nằm dài dưới sàn nhà. Thấy Lâm Chí, cái đầu lâu động đậy, hàm răng mấp máy nói: Lâm Chí, mau giúp tao đứng dậy, nhân cơ hội đánh tan nguyên thần bọn chúng cho tao. Khi được ngồi lên bàn thờ kia, tao sẽ không quên mày đâu. Đồ ngu, mày tưởng tao giúp mày được dân chúng thờ phụng sao? Loại thần bỏ đi như mày, tới đây là hết giá trị lợi dụng rồi. Dứt câu, Lâm Chí dán một lá bùa vào giữa trán tà thần,
có ghi chữ tử và hàng loạt ký tự ngoằn ngoèo trên đó. Đây là bùa tử đặc biệt, chuyên dùng trong các loại quỷ thuộc hàng ma vương trở lên. Vừa dính bùa, tên tà thần dãy dụa một lúc, sau đó cả người hắn tan ra như bụi gió, thổi bay vào hư vô. Lâm Chí cúi xuống nhặt lại lá bùa, phủ sạch bụi rồi cho vào trong tay áo. Ông ta tiến đến ba vị thành hoàng, bây giờ đã sức tàn lực kiệt, linh lực đã hết, chỉ biết nằm yên nhìn kẻ trước mặt. Nhất Thắng uất ức nói: "Mày là kẻ nào? Sao lại có âm mưu thâm độc triệt hạ thành hoàng? Rốt cuộc có mục đích gì?" Lâm Chí chẳng trả lời, lạnh lùng lấy trong áo ra quyển An Nam Bách Thuật Toàn Thư. Sau khi đã nắm được cách thu nguyên thần, ông liền dùng tay vận linh lực, bất ngờ năm ngón tay phát sáng, bắn ra năm sợi dây trói Nhất Thắng lại. Miệng lầm trầm độc chú. Sợi dây siết chặt Nhất Thắng, chưa kịp ú ớn thì cả cơ thể bị sợi dây bóp nát, tan ra thành đốm sáng li ti nhỏ. Lát sau tụ lại thành một đốm sáng tròn như hòn bi ve. Đây chính là nguyên thần của thần linh này hay sao? Lâm Chí giữ nó trong tay, xoay xoay mà ngắm nhìn. Nhị Thắng và Tam Thắng thấy cảnh đó thì thần hồn bạc vía, miệng không ngừng chửi rủa gào khóc. Nhưng Lâm Chí bỏ ngoài tai tất cả. Ông dùng năm sợi dây ánh sáng từ ngón tay thực hiện y hệt với hai vị kia. Lát sau đã có trong tay ba viên nguyên thần. Lâm Chí ngửa mặt lên trời mà cười điên dại. Vậy là mục đích của ông ta đã xong. Từ ống tay áo bò ra một con nhện, nó hóa thành con yêu nhện khổng lồ, đứng sau lưng Lâm Chí, ngắm nhìn ba viên nguyên thần. Lâm Chí quay sang nói với Nhịn Tinh, mắt ông trưng lệ: "Sức mạnh của ba vị thành hoàng đã nằm trong tay ta. Nguyệt gia hồn chú sẽ được thực hiện tại đây. Ta sẽ kéo hồn phu nhân từ âm phủ về mà hồi sinh nàng. Vợ chồng ta sắp được đoàn tụ rồi. Nhịn yêu à, chúc mừng chủ nhân đã hoàn thành ý nguyện. Tôi cũng mong nhớ phu nhân như ngài vậy. Đây, người hãy hấp thụ nguyên thần đi. Chỉ một tuần nữa nguyệt thực sẽ diễn ra. Người hãy chuẩn bị thật kỹ. Tới lúc đó không có gì có thể ngăn cản chúng ta được nữa. Ta ra ngoài xử lý lũ lâu la kia, chính chúng sẽ là đám tài sai đắc lực cho ta sau này." Nói xong, Lâm Chí giao ba viên nguyên thần cho Nhện Yêu, một mình bước ra ngoài. Anh Linh và đám quỷ của tà thần sau trận tử chiến ngoài sân đình cũng đều la liệt gần hết rồi. Thấy Lâm Chí bước ra, hai phe đều ngước lên nhìn. Ông nói: "Ba vị thành hoàng và tà thần Niết Sang sau trận giao đấu đã tử trận. Nay đình không chủ, phận pháp sư như ta tạm thời sở hữu ngôi đình này. Các ngươi là thủ hạ của họ, giờ coi như vô chủ. Nay ta có ý định thu phục các ngươi về dưới trướng. Kẻ nào theo ta thì sống, nghịch ta thì hồn siêu phách tán." Cả bọn bên dưới nghe vậy liền kháo nhau lên. Nghe cả ba vị thành hoàng đều đã chết, bọn anh Linh khóc trống lên. Phe tà thần thì thẫn thờ trọn mắt. Cá chép văn tèo không tin chuyện đó, dù sức tàn lực kiệt nhưng vẫn nói lớn: "Thì ra đứng sau tất cả là ông. Thành hoàng bao năm tạo phúc cho bách tính, mưa thuận gió hòa. Ông không thù không oán, sao lại giở trò triệt hạ thần thánh chứ?" "Ta có lý do riêng của ta. Anh Linh thấp kém như mày làm sao hiểu được?" "Dù có nát hồn tan phách, ta cũng không bao giờ làm thủ hạ cho ông sai khiến đâu." Nói xong, nó dùng chút hơi tàn mà phóng tới Lâm Chí. Chỉ một cái phủi tay, Lâm Chí đã xé đôi người con cá chép. Nó nằm phịch xuống đất, mắt trợn tròn, sau đó cả thân người tan đi. Đám còn lại thấy cảnh đó thì sợ chết lặng. Lâm Chí hướng ánh mắt về phía chúng mà giọng nói đanh thép: "Còn kẻ nào muốn theo nó hay không?" Hai phe bây giờ chỉ biết khiếp hãi, đành tuân theo ý ông ta. Sau đó bọn chúng từng con một
bị Lâm Chí dùng bùa áp lên thân, gọi là bùa liệt diễm. Bất kỳ vong nào bị áp bùa này sẽ bị người áp tùy ý sai khiến. Nếu có ý định chống trả, lập tức bùa kích hoạt, thiêu rụi hồn phách ngay lập tức. Cả hai phe anh linh và đám quỷ lò mổ ban nãy giao chiến với nhau, bây giờ lại phải bất đắc dĩ đứng cùng một chiến tuyến. Lâm Chí lệnh cho bọn chúng ngự vào các nơi khắp khu vực xung quanh đình để mà canh gác. Xong xuôi, ông đi thẳng ra ngoài đình, tay chắp lại, mắt nhắm, miệng đọc chú. Bất chợt bùa từ 8 cái hũ chung quanh đình ban nãy liền rực cháy lên. Nắp 8 cái hũ mở ra, trong đó bò ra lúc nhúc nào là rắn rết, nhện độc. Chúng bao vây ngôi đình, cho ẩn dưới đám cỏ. Bất kỳ người nào tiến vào đình thời gian này sẽ bị chúng cắn chết ngay lập tức. Vậy là lớp phòng thủ tâm linh và lớp phòng thủ đối phó với người trần ở quanh đình đều đã hoàn tất. Chỉ một tuần nữa thôi, nguyệt thực xảy ra, nhận tin hấp thụ nguyên thần của ba vị thành hoàng. Khi đó ma lực đầy đủ để thực hiện nghi thức nguyệt gia hồn chú nhằm mở cửa địa phủ sẽ hoàn tất. Lâm Chí chậm rãi bước ra khỏi đình, qua đến bờ sông đối diện. Ông dừng lại, quay mặt ngước về ngôi đình Tam Trí Thắng dưới cơn mưa trả trích. Bây giờ đây âm khí bao quanh dày đặc, quỷ binh canh gác trùng trùng. Gương mặt không chút biểu cảm, liền quay lưng đi. Sau lưng ông, sấm chớp chói lòa. Đêm hôm đó, ở căn nhà tranh quen thuộc, Lâm Chí trở về trong cơn mưa. Vừa cởi bộ áo mưa ra, ông thấy con trai đang dọn cơm. Bữa cơm đơn giản được chính tay nó chuẩn bị, Lâm Chí hơi xúc động. Lâu rồi hai cha con chưa ăn chung một bữa cơm nào. Ông liền bước tới xoa đầu con trai. Phúc Hưng giỏi quá, hôm nay nấu cơm chờ ba về sao? Nó dường đôi mắt ngây thơ nhìn ông. Dạ, ba đi làm ruộng về cực, bữa nay con muốn phụ ba một chút cho ba đỡ thôi hả? Con trai càng lớn càng giỏi, đảm đang giống như mẹ con rồi đó. Nghe nhắc tới mẹ, thằng bé bỏ chén cơm xuống mà cúi mặt nói. Ba, con ước được một lần nhìn thấy mẹ. Ba nói mẹ đi từ khi con mới lọt lòng, liệu con sẽ gặp lại được mẹ không ba? Lâm Chí ngẩn người ra, ông ôm đầu con trai, giọng hồ hởi nói. Nếu bà nói mẹ sắp trở về, gia đình mình sắp đoàn tụ, con có tin hay không? Thiệt hả ba? Mẹ sắp về thiệt hả? Bà có bao giờ nói dối con chưa? Khoảng một tuần nữa thôi, con sẽ được gặp mẹ rồi đó. Hai cha con sau đó cùng nhau ăn tiếp bữa cơm. Tiếng cười hạnh phúc vang vọng từ ngôi nhà nhỏ ấm áp. Và trong khoảng một tuần tiếp theo đó, thời tiết tại ngôi làng miền Tây hẻo lánh này vô cùng thất thường. Sáng nắng muốn cháy già, chiều lại mưa tầm tã gây ngập úng. Cây trồng hoa màu vì đó chỉ trong một thời gian ngắn mà tiêu điều xác xơ. Gia súc gia cầm bị khí hậu khắc nghiệt cũng lăn ra chết hàng loạt. Người dân quen với mưa thuận gió hòa, sống nhờ nghề nông. Nay thời tiết thay đổi không buôn bán được gì, khó khăn trăm bề. Họ kháo nhau là chắc có ai đó vô tình chọc giận ba vị thần coi đình, cho nên mới bày biện đồ cúng bái mà lên đình dâng lễ. Nhưng mỗi khi tới gần đình là bị đàn trắng ẩn dưới cỏ tấn công. Nhiều người xúm nhau đi bắt trắng, nhưng chưa kịp bắt thì dường như chúng đã biết trước mà phục kích, kéo cả đàn trăm con ra đe dọa. Nhìn đàn trắng lúc nhúc đang phùng mang trận má, người dân ai ai cũng sợ hãi, bỏ chạy tán loạn đi. Khoảng thời gian đó, không ai dám tới gần đình Tam Trí Thắng vì xung quanh nó quá nguy hiểm. Vì thế mà ngôi đình linh thiêng ấm cúng ngày nào, bây giờ đều hiu vắng lặng đến lạ. Và cho tới cuối cùng, ngày mà Lâm Chí mong chờ cũng đến. Trận mưa chiều làm cho không khí trở nên se lạnh, sương mờ giăng kín lối đi. Trên bầu trời đêm, các áng mây lững lờ trôi mịt mù, bóng trăng lúc mờ lúc tỏ. Trên con đường làng có hai bóng người, một lớn một nhỏ đang bước đi.
là Lâm Chí và con trai Phúc Hưng. Hôm nay thằng bé không được khỏe, bệnh tình của nó lại tái phát. Cả người cứ thỉnh thoảng co giật, mồ hôi nhễ nhại. Lâm Chí dìu nó vừa đi vừa nói: cố gắng lên con, tới nơi đó con sẽ gặp lại mẹ. Gia đình ta sắp đoàn tụ rồi. Phúc Hưng tuy mệt lắm, nhưng nghĩ về mẹ, nó nén cơn đau nhức khắp cơ thể mà cố bước đi. Luôn miệng hỏi: mẹ, con sắp được gặp mẹ thiệt hả? Đến con sông rìa làng, lúc này mặt nước khá động, sóng sánh vỗ vào bờ từng nhịp, tung tóe cả lên. Lâm Chí và con trai đã tới cổng đình. Không khí nơi đây u ám tĩnh mịch, không còn vẻ linh thiêng lúc trước nữa. Chợt lũ trắng từ dưới cỏ ùa ra. Phúc Hưng thấy vậy liền sợ hãi nép sau lưng ba nó. Lâm Chí chỉ với một ánh nhìn, bọn chúng vội dạt ra, nhường đường cho cả hai. Con đừng sợ, lũ sinh vật này đều nghe lời ba, chúng không dám làm gì con đâu. Phúc Hưng nghe vậy yên tâm đi vào đình. Đám anh linh và tà quỷ bây giờ thuộc sự điều khiển của Lâm Chí. Thấy ông quay lại đình thì lũ lượt tách ra cho ông qua. Phúc Hưng chưa khai được mắt pháp nên không nhìn thấy được. Nó không hề biết xung quanh nó đang là trùng trùng quỷ thần nhìn mình dò xét. Bước vào trong gian thờ chính, khung cảnh nơi đây lúc này hoang tàn sơ sát. Mới có một tuần thôi mà tơ nhện văng kín lối, bám đầy trên trần nhà, bụi bặm vô cùng. Chính giữa phía trên bàn thờ là một con nhện khổng lồ đang ngự ở góc trần nhà. Cả cơ thể với 8 cái chân nhện lông lá như bị ai đó dán keo in chặt vào tường của ngôi đình. Từng hơi thở cử động đều ảnh hưởng tới ngôi đình. Dường như con nhện và ngôi đình này đã dung hợp lại với nhau thành một bản thể sống vậy. Vì nhện yêu là loài yêu quái được nuôi dưỡng bằng sinh vật sống, có hình dạng cụ thể, không cần mắt pháp cũng có thể nhìn thấy nó. Phúc Hưng trước giờ chỉ lanh quanh ở nhà, chưa từng thấy qua ma quỷ. Nay thấy cảnh đó thì vô cùng khiếp sợ. Trời ơi, cái gì vậy? Lâm Chí nghiêm mặt nói với con: con đừng sợ, tới nước này thì ba không giấu con nữa. Thực ra không chỉ ba và mẹ con là pháp sư, chúng ta có khả năng nuôi luyện âm binh, yêu quái. Con nhện kia giống theo ba mẹ từ lâu rồi, nó tuyệt đối trung thành đó, con đừng sợ. Phúc Hưng không bị thế mà ngưng trung sợ. Nó nói tiếp: Bà nói đưa con đi gặp mẹ, sao lại dắt con tới đây? Về phần mẹ của con, chuyện dài dòng lắm. Bắt đầu từ khi sinh con ra, con mới lọt lòng thì đã mang một thứ thần khí do bà nội truyền lại cho mẹ, rồi từ mẹ truyền sang cho con, gọi là Phụng Thiên Tiễn. Đây là thần khí sống, có bản ngã ý thức, nó ngự trị ẩn bên trong con. Nhưng lúc đó con còn nhỏ, mà thần khí này phát ra dương khí quá mạnh, gây mất cân bằng âm dương, có thể lấy mạng con. Biết được việc đó, mẹ con đã thực hiện một phép mượn mệnh giao ước với quỷ thần, rồi phong ấn dị ma thần mang âm khí cực đại vào cơ thể con để cân bằng âm dương mà cứu lấy mạng con. Đổi lại sinh mệnh hiện tại của con chính là linh hồn của mẹ con đó. Những cơn co giật và giấc mơ con hay mơ thấy chính là do thứ thần khí và dị ma thần kia đang giao tranh với nhau. Phúc Hưng lúc này mới vỡ lẽ ra, là mẹ đã đánh đổi sinh mệnh mà cứu nó. Nó cảm động và khóc lớn lên. Lâm Chí ôm nó vào lòng, lấy tay lau nước mắt cho nó, rồi an ủi: con ngoan đừng khóc, bà đã tìm ra cách cứu mẹ con. Chỉ chốc lát nữa thôi, mẹ con sẽ hồi sinh, gia đình ta không thiếu ai cả. Phúc Hưng nhìn ánh mắt cương nghị của ba, nó nín khóc, dõi theo ba nó làm gì tiếp theo. Lâm Chí quay lại, bước tới gần cái tủ thờ to lớn, lấy tay mở cánh cửa tủ ra. Ông kéo từ đó ra một cổ quan tài bằng kính, bên trong là một người phụ nữ
mắt nhắm nghiền, dung mạo xinh đẹp, da trắng như tuyết. Dù chỉ là một cái xác, nhưng nhìn nàng vẫn tươi tắn như đang ngủ say. Đây là mẹ của con. Mẹ con tên là Ben Chanh. Con có đôi mắt tuyệt đẹp như mẹ con vậy. Phúc Hưng vuốt ve cổ quan tài, xúc động nói: Mẹ Chanh của con đẹp quá. Lần đầu thấy mẹ, nhưng con thấy thân thuộc lắm. Lâm Chí vỗ về con trai, tay mân mê cổ quan tài, giọng nghẹn đắng nói với thi thể bên trong: Nhờ công thức các loại ma dược được ghi trong quyển sách bí thuật đó, bạn mới biết cách ướp xác em. Gương mặt của em vẫn không thay đổi, y như 10 năm trước lúc anh mất em. Còn anh thì già lắm rồi, nếp nhăn đủ cả. Sợ em dậy thấy anh không xứng với em mất thôi, Ben Chanh nè. Nói xong, Lâm Chí đứng dậy, ngửa mặt lên nói với Nhện Yêu đang dính chặt trên trần nhà: Nguyệt gia hồn chú là cấm thuật dùng chính bản thân chủ thể sống liên kết với không gian vật chất. Đợi đúng ngày xảy ra nguyệt thực, âm khí cực thịnh, mở ra không gian nơi dương thế ngang với nơi địa phủ, tạo ra một cánh cổng kết nối giữa địa phủ và nhân giới. Nay không gian đã có, chính là ngôi đình này. Chủ thể sống sau khi hấp thụ nguyên thần ba vị thành hoàng, tích đủ ma lực đã có. Tất cả điều kiện hiện tại đã đủ cả. Giờ chỉ chờ nguyệt thực xảy ra, âm khí cực đại. Ta sẽ đưa phu nhân từ địa phủ về đây. Ta là người đầu tiên và duy nhất sẽ thực hiện thành công. Quy luật sinh tử từ sau sẽ không còn nghĩa lý gì với ta cả. Chúc mừng chủ nhân đã đại công cáo thành. Nguyệt thực sắp xảy ra rồi. Tôi xin phép được hòa vào làm một với nơi này để khai mở cổng âm phủ. Dứt lời, đột nhiên âm khí từ đâu bao trùm khắp nơi. Không khí trở nên ngột ngạt đến kỳ lạ. Từ trên trời, mặt trăng đang sáng vàng bắt đầu ngả dần sang màu đỏ từng mảng. Chốc lát sau, mặt trăng đỏ lượm như máu, tỏa ra ánh sáng yếu ớt ma mị. Khi trăng vừa đỏ tròn bành bạnh, cả ngôi đình liền trung chuyển lên. Nhận tin lúc này cả cơ thể lông lá tan tra nhập làm một với ngôi đình. Từng bức tường cây cột, cánh cửa tưởng chừng như vô tri vô giác, bây giờ như có sức sống. Nó có những nhịp đập như mạch máu, mọc ra lông lá tua tủa, tơ nhện văng chi chít khắp nơi. Cả ngôi đình hiện tại là một con quái vật khổng lồ, mỗi ngóc ngách đều có thể cảm ứng với nhau. Miệng của nó là cánh cửa đình, tám con mắt nhện mọc ra trên mái ngói, vô cùng kinh dị. Lâm Chí lúc này ở bên trong đình cũng là đang trong bụng con quái vật đó. Cả vùng không gian tại đây bây giờ là một chỗ u ám, lờ mờ quái đản. Lâm Chí đứng bên cạnh quan tài của vợ, tay ôm Phúc Hưng vào lòng, miệng nói lớn: Nhanh tình, mau mở ra kết giới đối với địa phủ, đưa vợ ta trở về. Ngôi đình liền biến đổi, nó rung lắc dữ dội. Không gian trong đình chuyển hóa thành một không gian tối tăm bất định. Ở giữa đó xuất hiện một cây cầu màu đỏ, nối dài sâu hun hút, tưởng chừng vô tận. Lâm Chí đặt lên chân cầu đó là lá bùa vàng, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, lan tỏa tới cuối cầu. Lá bùa khác ông đặt lên trên chiếc quan tài của vợ. Đây là bùa dẫn đường cho linh hồn bị giam giữ nơi địa phủ biết mà tìm về đúng nơi chỉ định ở dương gian, mục đích tìm linh hồn của Ben Chanh ở địa phủ mà nhập xác sống lại. Thấy bùa đã phát huy tác dụng, Lâm Chí và Phúc Hưng nín thở chờ đợi. Quả nhiên một lúc sau, từ cuối cây cầu đó có bóng người bước dần về phía cả hai. Là một nữ nhân xinh đẹp khả ái, gương mặt thanh tú thoát tục, đôi mắt giống với Phúc Hưng vô cùng. Chính là Ben Chanh. Vừa thấy bóng vợ, Lâm Chí thẫn thờ, lệ đã nhòe mi.
đã 10 năm. 10 năm đó đối với ông không có nàng như là 10 kiếp trôi qua vậy. Nó dài đằng đẵng, dai dẳng chẳng buông. Nay nhìn thấy nàng, Lâm Chí chỉ muốn lao tới mà ôm chặt vào lòng cho thỏa nỗi nhớ mong. Nhưng nàng hiện giờ chỉ là hồn ma bóng quế, âm dương cách biệt, làm sao chạm được vào nhau. Là mẹ con đó. Phúc Hưng nhìn sâu vào mắt cô Chanh, nó cũng đơ ra như ba nó. Lần đầu tiên trong đời nó nhìn thấy mẹ. Đôi mắt hai mẹ con giống nhau như soi gương vậy. Nó khẽ gọi: "Mẹ ơi, là con của mẹ nè." Linh hồn Ben Chanh nhìn cả hai, mỉm cười trìu mến. "Con của mẹ giờ đã lớn như vậy rồi sao? Cũng nhờ năm đó mẹ hy sinh vì con. Công ơn sinh thành của mẹ Phúc Hưng không bao giờ quên. Mẹ nhớ con lắm. Nhưng nay mẹ là người cõi âm. Mẹ thấy con lớn từng này, mạnh khỏe, là mẹ mãn nguyện lắm rồi." Rồi cô quay qua nói với Lâm Chí: "Thời gian qua đã làm khổ anh rồi. Chồng em sao già đi mau vậy nè?" "Anh không thấy khổ. Giờ anh đã có cách đưa em trở về. Em mau vào đó nhập xác cho thi hại đi. Anh đã lưu giữ vẹn nguyên như ngày đó. Nhờ không gian cho Nguyệt Gia Hồn chú tạo ra, sẽ hòa hợp thể xác với linh hồn với nhau. Em sẽ sống lại được như lúc trước. Rồi gia đình mình sẽ đoạt tổ em mà." Cô Chanh nghe vậy liền cảm động rơi lệ. Cô lấy tay lau nước mắt mà nói với Lâm Chí: "Em biết là anh thương em, nhưng hồi sinh người chết là trái với đạo trời. Sinh lão bệnh tưởng là quy luật bất biến. Nếu em sống lại, liệu mọi thứ có trở về được như lúc trước được không anh? Hay là gia đình ta sau đó sẽ bị trời đất quở phạt, khổ đau chất chồng khổ đau? Việc hy sinh là do em lựa chọn, tâm nguyện em đã hoàn thành. Nay em đã vững dạ mà về cõi u minh, không còn vương vấn bụi trần. Anh đừng cố níu giữ chấp niệm. Được thấy anh và con là em hạnh phúc lắm rồi, không mưu cầu gì hơn." Lâm Chí nghe vợ nói vậy vô cùng bất ngờ, không tin những gì mình nghe thấy. Nàng đang từ chối trở về với ông sao? "Không đâu em à. Anh đã tốn bao nhiêu công sức mà tìm em về hồi sinh em mà. Sao có thể nói buông là buông bỏ được chứ em? Hay là em không còn thương anh nữa sao?" "Em thương anh lắm, thương nhất trên cõi đời này. Nhưng để nói có lựa chọn sống lại hay không, thì em vẫn lựa chọn là không. Em đã đánh đổi cho Phúc Hưng được sống. Em đã hoàn thành tâm nguyện đó rồi. Vậy là đủ rồi. Em không thể làm trái đạo trời. Sau này nghiệp báo nhận được sẽ tới đời con cháu của chúng ta. Em không cam tâm anh à." Rồi cô nói với con trai: "Phúc Hưng à, tên của con là do mẹ đặt. Được gặp con lúc này là điều mà mẹ bao lâu nay chưa từng mơ tới. Cảm ơn ba con nhiều lắm vì để mẹ được nhìn thấy con. Mẹ không thể quay về dương thế cùng hai người được. Nếu làm trái đạo trời, trời đất sẽ quở phạt chúng ta. Có sống lại cũng chẳng ngày nào được yên ổn đâu con à. Mẹ mong con hãy hiểu cho mẹ. Hai cha con luôn nhớ tới mẹ. Vậy là mẹ ở cõi âm hạnh phúc vạn lần rồi. Mẹ phải đi đây. Con ở lại phải mạnh giỏi sống tốt. Mẹ thương hai người nhiều lắm." Lâm Chí thấy bóng vợ quay lưng đi ngược về phía cây cầu, không đành lòng, liền cầm lá bùa dán lên quan tài mà nổi lớn: "Anh đã đi xa tới đây, đánh đổi gần như mọi thứ để có thể đưa em về. Anh không để mất em một lần nữa đâu. Bùa nhập sắc mà phát huy công dụng đi."
Tức thì miệng Lâm Chí lầm trọng đọc chúng, tay bấm khẩu quyết, quyết tâm đưa hồn vợ nhập xác bằng bất cứ giá nào. Lúc này ông như phát điên lên vì dục vọng. Ông làm mọi cách để đạt được mục đích của mình. Không còn là Lâm Chí hiền lành luôn luôn lắng nghe tâm sự của vợ nữa. Đến nguyện vọng cuối cùng của cô, Lâm Chí cũng không muốn đáp ứng. Ông chỉ ích kỷ làm mọi việc cho bản thân mình mà không nghĩ cho những người xung quanh, kể cả làm trái với đạo sinh tử, làm ảnh hưởng tới tương lai mai sau của con mình. Lập tức hai lá bùa, một ở quan tài, một ở cây cầu sáng rực lên. Nó hút linh hồn cô Chanh ngược trở lại. Bóng cô bay về phía cổ quan tài. Cô vô cùng hoảng hốt. Thấy mẹ như vậy, Phúc Hưng vội can ngăn. Bà, chúng ta hãy chiều ý của mẹ đi. Con cũng muốn mẹ được thanh thản, không thúc ép mẹ được đâu. Lâm Chí hất nó ngã ra, cho quát lớn. Con biết cái gì? Công sức cha bao lâu nay không thể công cốc như vậy được. Mẹ con về dương thế thì lại nghĩ khác thôi, con đừng có lo. Nói xong, tay giữ lá bùa, miệng đọc chú liên hồi. Hồn cô Chanh bị hút vào trong lá bùa, đang nằm trên nắp cổ quan tài. Không gian nguyệt gia hồn chú bắt đầu cảm ứng, dần dung hòa linh hồn và thể xác với nhau. Lâm Chí cười lớn. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng như ý ta. Vợ à, từ giờ hai ta không bao giờ lìa xa nữa. Sau đó ông dìu con đứng dậy, nhẹ giọng dỗ dành con. Nè, mẹ sống lại con không vui sao Hưng? Kết giới nguyệt gia hồn chú cần thời gian để thể xác và linh hồn của mẹ con hoàn toàn thích ứng. Con ngoan ngoãn đợi mẹ về, cho cả gia đình ba người chúng ta lại được đoàn tụ như xưa. Phúc Hưng cúi mặt không đáp. Có cái gì đó làm cho nó sợ ba nó. Ba nó chưa bao giờ xử sự kỳ lạ như thế này. Có lẽ vì chấp niệm của ông lớn quá nên hiện tại chưa thể buông. Nghĩ như thế thôi, chứ nó không thể làm gì được. Chỉ biết im lặng đứng nhìn mọi chuyện diễn ra. Bỗng nhiên Lâm Chí nói tiếp. À, con có muốn gặp bà nội không? Nhưng có cầu nối với địa phủ, bà làm phép đưa hồn bà nội lên trò chuyện với con. Cho con gặp mặt nghe, con có chịu hay không? Bà nội, ba kể năm đó đã hy sinh vì bản làng đó hả? Đúng rồi, bà nội con công đức sâu dày, lúc sống luôn vì người khác. Được gặp cháu nội lớn như thế này chắc bà mừng lắm. Rồi Lâm Chí trỏ tay bắt ấn vào lá bùa trên cầu, ra lệnh cho nó đi tìm linh hồn của bà trở về. Vì năm đó bà đã mất xác, không thể hồi sinh. Lần này chỉ mong cho bà gặp cháu, hỏi thăm mẹ sau khi chết có chịu khổ cực gì hay không. Lá bùa rung động nhẹ, rồi ánh sáng từ bùa bay đi. Nhưng lạ là lần này không tìm được linh hồn của bà quay về. Lâm Chí trợn mắt ngạc nhiên. Nguyệt gia hồn chú đã kéo địa phủ về gần nhân gian nhất, đáng lý ra phải tìm ra ngay chứ. Đây là pháp chú gọi hồn tối thượng, cho dù có bị đọa đầy ở nơi sâu nhất nơi âm phủ vẫn có thể tìm ra mà. Nhưng sao nó kỳ lạ như thế này? Chẳng lẽ nào... Ông nghĩ lại, mẹ ra đi đã hơn 15 năm mà chưa một lần nào bà về báo mộng cho ông. Lâm Chí lắc đầu như không tin vào điều đang diễn ra. Đang mải mê suy nghĩ về mẹ mình thì bất chợt nhận tin lúc này Hoa làm một với ngôi đình, liền cất giọng âm vang khẩn trương. Chủ nhân à, nguy rồi, có kẻ tấn công vào đây. Lâm Chí hiện tại đang ở trong kết giới của Nguyệt gia hồng chú. Ảo cảnh là vùng tối đen này, không thể nhìn ra bên ngoài. Ông ngó vào chiếc quan tài, không giấu nổi sự lo lắng tột cùng. Là kẻ nào dám phá hoại chứ? Linh hồn của vợ vừa vào nghi thức nhập xác, gián đoạn là mất hết tất cả. Lâm Chí nói với Nhện Yêu. Ta hiện tại trong ảo cảnh kết giới, không thể thoát ra được. Nếu ngừng lại thì sẽ hỏng việc lớn mất. Người này đã hợp nhất với địch này, sức mạnh hiện có thể đấu tài đôi với chư thần mà. Ta ra lệnh cho ngươi, kẻ nào xông vào đây thì giết không tha. Nhện Yêu liền tuân mệnh, phóng 8 con mắt nhện ra bên ngoài. Lớp phòng thủ trắng trết, đang có kẻ dùng bùa lửa phá vòng vây,
đám trắng bị bùa lửa có chú pháp cực mạnh thiêu đốt, chết như ngã rạ, khói bốc lên đầy trời. Giữa đám khói đó xuất hiện một kẻ vận bộ áo da dài kín từ cổ tới chân, trong người vận đồ đen kín mít, đầu đội mũ da che gần hết mặt, tay chân da thịt có lộ ra thì đều quấn băng vải trắng chi chít, chỉ để lộ ra hai con mắt sắc lạnh sáng quắc nhìn về phía đỉnh. Hắn bước đi thanh thoát, nhanh tới mức ngỡ như đang lơ lửng bay lượn. Hai cổ tay bọc cái giáp sắt, mọc ra bốn móng vuốt sắc nhọn, dài bằng các thanh đoản kiếm, lập lòe ánh sáng đỏ. Nhìn sơ qua cũng biết là pháp khí mang tính huyền thuật. Một vài con trắng chưa bị thiêu đốt cố nhảy lên đớp lấy hắn ta, thì chỉ bằng một cái phủi tay đều bị giết sạch hết cả. Hắn đạp cổng tiến vào đình, lừng lững đứng giữa vòng vây anh linh và đám tà quỷ lò mẫu đang canh gác. Giọng hắn ồm ồm như tiếng gầm của loài hổ báo, âm vang đáng sợ. Ban nãy diệt lũ súc sinh còn sống, giờ chúng bị diệt lũ súc sinh đã chết. Nghe giọng nói của hắn quá đáng sợ, cả bọn quay sang nhìn nhau, lo lắng tột độ. Bản lĩnh tên áo đen này quá ghê gớm, nộ khí lan tỏa càng khung. Nhện yêu bỗng động đậy như một con quái vật khổng lồ, từ trong phát ra âm thanh lớn. Tên kia, mày là ai? Sao lại dám tấn công vào đây? Hắn chẳng đáp, chỉ nghe giọng cười muôn phần ngạo nghễ sau lớp vải băng kín miệng. Nhện yêu thấy hắn như vậy thì điên tiết, ra lệnh cho toàn bộ âm hồn chúng quỷ bảo vệ đình, nhất lượt lao lên tấn công, cắn xé hồn phách của hắn ta. Toàn bộ đều lao lên theo lệnh. Tên hắc y nhân chỉ đứng yên, giang hai cái giáp tay chứa móng vuốt ra, miệng đọc chú ngữ. Bất ngờ hắn phân ra thêm vài người y chang như mình. Bất giác đã có hơn 10 tên hắc y nhân. Là phép thiên sứ phân thân, lấy ít địch nhiều. Đã từng nghe qua, lần đầu mới thấy. Lũ anh linh bao gồm cá, kỳ lân, trồng con, có cả người mặc áo giáp xưa. Lũ quỷ lò mổ thì bao gồm quỷ đầu trâu, đầu lợn, mình gà, lao lên đám phân thân của hắc y nhân. Pháp khí trảm hồn của đám phân thân sáng lên, bất kỳ con nào chưa kịp chạm vào người hắn đều bị cái giáp tay chém nát hồn phách đi. 10 phân thân của tên hắc y nhân đánh mà như đang trêu đùa. Hắn bay lượn giữa vòng vây anh linh và quỷ lò mổ, có con bị chém banh hồn, có con bị đâm thủng ngực, con thì lặt lìa giặt dẹo khi bị cái móng vuốt giáp tay lìa qua. Giao chiến hơn nửa giờ đồng hồ thì toàn bộ âm hồn canh gác đình tan nát hồn phách, không còn một con nào sống sót. 10 phân thân sau đó gộp lại làm một, trở thành tên hắc y nhân ban nãy. Hắn cười lớn, trỏ vào ngôi đình đã hợp thể với nhện tinh, rồi lớn giọng nói. Con súc sinh kia, khá khen cho kẻ sử dụng tà thuật, hợp thể mày với cả một công trình to lớn, pháp lực mạnh đó chứ. Mày là ai? Phá được phong ấn xà niên, một mình đánh toàn bộ anh linh, xem ra bản lĩnh không tầm thường. Hỏi tao là ai xem như bằng thừa. Mày còn nhớ lũ này hay không? À, con súc sinh nhện kìa. Nói xong, hắn dùng tay bắt ấn. Từ phía đám khối băng nải thiêu rụi lũ trắng, xuất hiện ra vài con quỷ lông lá màu xanh rêu nhấp nháp, mắt đỏ lợm, miệng tua tủa răng nanh, trên đầu có hai cái sừng dây. Nhện yêu vừa trông thấy bọn chúng liền nhận ra ngay là loài quỷ rừng Tây Bắc. Nó liền gào lên. Thì ra chính mày là kẻ dùng thuật điều khiển quỷ rừng, hại sư phụ tao để cướp lấy quyển sách. Tao nhớ lần đó có mày và thằng đệ tử của lão ta chạy thoát được. Xem ra lần này tao đi xuống cái chỗ khỉ hò cò gái này, một công mà đôi ba chuyện. Nhớ năm đó, sư phụ bị quỷ rừng ám toán, sư huynh của cô Chanh dù bị bắt đi nửa phần hồn nhưng vẫn ôm được quyển sách chạy tới Vũ Gia xin giúp đỡ. Còn nhện yêu thì may mắn trốn được, nó tìm về cô Chanh báo cáo sự tình.
cô chanh lần theo dấu vết quỷ trường lên Tây Bắc tìm kẻ thủ ác. Ai ngờ tại đây cô nên duyên với Lâm Chí, cho nhận yêu theo hai người cho tới bây giờ. Trùng hợp thay, tên hắc y nhân cùng thời gian đó hắn lại xuất hiện tại Tây Bắc mà ám hại Mai Chi, mẹ của Lâm Chí. Hắn lại đi khắp nơi hại những người có pháp bảo quý, mục đích cuối cùng là gì chứ? Nhện yêu hét lớn, âm vang đất trời: "Bao trả mạng cho sư phụ ta!" Dứt lời, ngôi đình chuyển mình đồng đậy, từng cửa sổ, cột đình đều có linh hồn. Chúng đập trầm trầm ra những âm thanh ghê rợn. Tại đây, phóng ra hàng loạt tơ nhện bổ vây lấy tên hắc y nhân. Hắn lập tức lùi về sau, dùng giáp tay chém vào đám tơ. Hết đám tơ này tới đám tơ khác lao lên, càng lúc càng nhiều, bệnh thành cuộn, dài chắc vô cùng, quấn vào cái giáp tay phải giữ chặt lấy hắn. Bị trói, hắn gồng mình lên niệm phép, dán lên chùm tơ một lá bùa. Lập tức lá bùa phát tác, thiêu trụi đám tơ, trả tự do cho hắn. Hắn lùi lại đứng trước sân đình, có vẻ thất thế. Khá lắm súc sinh, hôm nay tao cho mày đi theo sư phụ mày. Hắn ra lệnh cho toàn bộ lũ quỷ trừng tràn lên tấn công ngôi đình. Nhện yêu cũng không vừa, nơi cửa đình thò ra các chân nhện khổng lồ lông lá. Con quỷ trừng nào lao tới là bị một giẫm tan hồn ngay. Con nhảy lên nóc nhà thì bị tơ nhện trói chặt siết nát lấy thần. Con áp sát chui được vào trong đình là coi như vào lãnh địa của nhện yêu, không sống sót mà rời khỏi được. Nhện yêu nhờ kết hợp với ngôi đình mà linh lực vượt trội, mỗi ngóc ngách tại đây đều có thể trở thành vũ khí giết người. Lũ quỷ trừng ngày thêm đông, nhưng chẳng hề làm nhện yêu nao núng, từng con một lần lượt bị diệt dưới tay của nó. Về phần tên hắc y nhân, hắn chẳng dại đối đầu trực tiếp với ngôi đình quái gở này. Hắn lùi ra sau, sai khiến lũ quỷ trừng tràn lên tấn công, còn mình đứng lặng thinh quan sát tìm điểm yếu. Hắn đảo mắt nhìn quanh, chủ ý quan sát, nhận ra nhện yêu đang cố ý bảo vệ cái nơi rất kín kẽ là một cái cửa sổ nhỏ trên nóc đình, đang nhận năng lượng từ đâu đó. Hắc y nhân ngửa mặt lên trời thì trông thấy nguyệt thực, trăng máu chiếu rọi ánh sáng đỏ vào đó. Hắn liền suy đoán nguyệt gia hồn chú chính là hấp thụ ánh sáng năng lượng hiếm có từ nguyệt thực trăng máu mà tạo liên kết quái gở giữa sinh vật sống và ngôi đình gạch đá vô tri, trở thành một căn nhà sống, biết suy nghĩ, biết hành động. Nói chung, nguyệt thực là thứ cung cấp năng lượng cho toàn bộ chú pháp, bao gồm dung hợp nhện tinh và tạo ra kết nối với cội âm bên trong đình. Chính cái cửa sổ nhỏ kia là nơi nhận thứ năng lượng hiếm có đó. Chỉ cần phá nơi đó đi thì nhện tinh sẽ bị tách ra khỏi đình mà chịu chết thôi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 5 của Ma Thần Ấn Chú, tác giả Triết Sâm. Hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai với tập 6, cũng là tập kết thúc của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.